Tên là Hoàng Trung Bình, tôi đến từ Hải Phòng. Hôm nay tôi 65 tuổi rồi. Tôi bị thoát vị đĩa đệm và sau đó chèn xuống tới cái chân trái. Tê rồi như là bị liệt nhẹ, có nghĩa là đi lại khó khăn. Phải đi từ đầu ấy, rồi bị tôi đi tôi phải chống cái lạng có bốn chân cao su thì mới đi được một quãng ngắn thôi. Thế còn ở nhà thì đi sinh hoạt đi lại trong nhà rất là khó khăn. Bởi cái chân trái là nó bị liệt liệt nhẹ. Tức là nó không phải tê liệt hẳn đâu. Nhưng mà vẫn thấy cái cấu vẫn thấy đau. Nhưng mà tôi nghe cái được cái thông tin là bác sĩ Ngô Công Hùng cấy chỉ là đã có nhiều người đỡ và khỏi bệnh. Thế là tôi theo thông tin đấy là tôi lên cơ khu đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông là chỗ chỗ của bác sĩ Ngô Công Hùng để chữa bệnh đấy. Thì tôi lên hai lần, đầu tiên tôi lên hai lần, đến lần thứ ba thì tôi thấy là nó cũng đỡ nhiều, chân tôi nó cứng cáp khỏe lên, cơ mấy phần đấy của cái chân trái là cứng cáp, tôi đi lại tôi nó bỏ được lại thôi. Khoảng thời gian gần đây hơn tháng này không dùng lại nữa. Thế bây giờ tôi lên cái chỉ chi nhánh mới mới mở cũng là của bác sĩ Ngô Hùng mới mở dưới Hải Phòng ấy. Ở Đồng Văn Cao thì tôi đến đây là lần thứ tư. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.